khả năng thích ứng công nghệ, thị trường và quản lý đa dạng nhà thuốc. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cùng nhau hai cái chủ đề quan trọng mà mọi nhà thuốc đều cần phải đối mặt và vượt qua để phát triển. Khả năng thích ứng và biến đổi công nghệ, thị trường cùng với khả năng quản lý đa dạng. Phần 1, khả năng thích ứng công nghệ, thị trường. Sự phát triển không ngừng của công nghệ và sự biến đổi không ngừng của thị trường đã đặt ra một cái thách thức lớn cho các nhà thuốc. Để tồn tại và phát triển, chúng ta cần phải có khả năng thích ứng linh hoạt và nhanh chóng, hiểu rõ tầm quan trọng của công nghệ. Để mà thích ứng với biến đổi công nghệ, chúng ta cần phải hiểu rõ tầm quan trọng của nó đối với lại nhà thuốc. Điều này bao gồm nắm vững các cái công nghệ mới, nhận biết cơ hội và ứng dụng chúng vào hoạt động kinh doanh. Hai là đầu tư vào đào tạo và phát triển. Đào tạo và phát triển dược sĩ để họ có cái khả năng, họ có những cái kiến thức trong cái công việc công nghệ mới là một bước quan trọng. Điều này giúp chúng ta tạo ra một cái đội ngũ có khả năng thích ứng và sẵn sàng đối mặt với lại thách thức mới. Ba là giữ vững tinh thần đổi mới. Không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm cách làm mới giúp cho chúng ta duy trì tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng. Đừng ngần ngại thay đổi khi mà cần thiết để không bị kỳ cục trong sự biến đổi. Phần 2 là khả năng quản lý đa dạng. Trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa, quản lý đa dạng trở thành một cái yếu tố then chốt trong công việc xây dựng một tổ chức mạnh mẽ và thịnh vượng. Một môi trường cởi mở và công bằng tạo ra một cái nơi làm việc cởi mở, nơi mà mọi người đều được đánh giá dựa trên cái năng lực, hiệu suất, dựa trên những cái kỹ năng bán hàng, không phân biệt về giới tính, chủ tộc hay là nguồn gốc. Khuyến khích sự đa dạng trong nhân viên và quản lý giúp mang lại các điểm và ý tưởng khác nhau, tạo sự phong phú cho sự sáng tạo và quyết định. Ba là xây dựng đội ngũ đa dạng, tạo ra một cái đội ngũ đa dạng về kỹ năng, về kiến thức và kinh nghiệm giúp cho nhà thuốc đáp ứng tốt hơn với lại các thách thức khác biệt từ thị trường. Phần 3 là áp dụng thành công. Sự linh hoạt và sẵn sàng học hỏi để mà thích ứng biến đổi và quản lý đa dạng. Chúng ta cần có được một cái tinh thần linh hoạt và sẵn sàng học hỏi, đừng ngừng cải tiến và phát triển bản thân mình. Lập kế hoạch chi tiết, xây dựng kế hoạch để mà thực hiện những cái thay đổi cần thiết. Điều này bao gồm cả việc lập lịch phân công trách nhiệm và theo dõi tiến độ, đo lường và đánh giá, theo dõi và đánh giá kết quả của các chiến lược thích ứng và quản lý đa dạng để đảm bảo là chúng ta đạt được cái mục tiêu dự định. Học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm. Sự học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm là hai cái yếu tố rất là quan trọng để thúc đẩy khả năng thích ứng và quản lý đa dạng trong nhà thuốc. Hãy học từ những kinh nghiệm thất bại và thành công của bạn và những người khác. Điều này giúp bạn không mắc lại những cái sai lầm đã từng xảy ra và áp dụng được những cái phương pháp hiệu quả hơn. Không ngần ngại chia sẻ những cái kinh nghiệm và học hỏi của bạn với lại các cái dược sĩ khác. Việc này giúp tạo ra một cái môi trường học tập và trao đổi thông tin tích cực, tìm kiếm sự đa dạng trong kinh nghiệm và khám phá các cái quan điểm khác nhau từ những người có lĩnh vực và nguồn gốc khác nhau. Điều này mở rộng tầm nhìn của bạn và giúp bạn tìm ra cách thích ứng đa dạng hơn. Năm là thành công trong thời điểm khó khăn. Trong những cái thời điểm nó không chắc chắn, khả năng thích ứng và quản lý đa dạng nhà thuốc trở thành lĩnh vực quan trọng hơn bao giờ hết. Dưới đây là một trong số cách để vượt qua thử thách trong cái thời gian khó khăn. Điều 1 là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Khi mà thị trường thay đổi hoặc là xảy ra biến đổi không lường trước, hãy sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của bạn để mà phản ánh tình hình mới. 2 là tập trung vào tài nguyên chính. Bạn tập trung vào tài nguyên chính và các cái hoạt động cốt lõi để mà đảm bảo sự linh hoạt trong việc thích ứng biến đổi. 3 là bạn duy trì môi trường làm việc đoàn kết. Trong cái thời kỳ mà khó khăn, duy trì một cái môi trường làm việc đoàn kết giúp tăng cường được cái sự hỗ trợ và tinh thần làm việc của những dược sĩ. 6 là đối mặt với lại tương lai tự tin. Khả năng thích ứng và quản lý đa dạng không chỉ về việc vượt qua hiện tại mà còn về cái việc chuẩn bị cho tương lai, đánh giá trường hợp tương lai, điều tra và đánh giá các cái kịch bản xu hướng tương lai để mà chuẩn bị sẵn sàng những cái thay đổi có thể xảy ra. Bạn đầu tư vào phát triển bản thân, vào kỹ năng, vào kiến thức cá nhân để giúp bạn tự tin khi mà bán hàng và đối mặt với những thách thức mới. Xây dựng sự linh hoạt
tinh thần, duy trì một tinh thần linh hoạt, sẵn sàng thích ứng với bất kỳ một cái tình huống nào, giúp bạn tự tin đối mặt với lại tương lai. Nền tảng định hướng và trách nhiệm xã hội, khả năng thích ứng với lại biến đổi công nghệ và thị trường, cùng là khả năng quản lý đa dạng, còn đặt ra cái trách nhiệm của mỗi nhà thuốc. Chúng ta không chỉ cần tập trung vào tạo ra lợi nhuận mà cần phải xem xét tác động của các quyết định để mà quyết định cộng đồng và môi trường, thúc đẩy bền vững, xem xét các cái công việc của bạn ảnh hưởng đến môi trường và các bạn có thể thúc đẩy mô hình kinh doanh bền vững hơn. Đảm bảo công bằng và đa dạng, khả năng quản lý đa dạng không chỉ liên quan đến việc bán hàng mà còn liên quan đến việc đảm bảo sự công bằng và đa dạng trong cơ hội kinh doanh và hợp tác. Thực hiện nghĩa vụ xã hội, bạn đặt ra mục tiêu xã hội và thực hiện các cái hoạt động từ thiện và góp phần vào xây dựng cộng đồng. Sự đổi mới và cơ hội, khả năng thích ứng với biến đổi công nghệ và thị trường cũng là những cái cơ hội thúc đẩy sự đổi mới và tạo ra giá trị mới cho khách hàng. Thích ứng với thay đổi có thể mở ra cơ hội mới cho nhà thuốc của bạn. Hãy tìm kiếm những cái lĩnh vực mới có thể là bạn chưa từng xem xét, khám phá thành công công nghệ mới. Công nghệ luôn luôn tiến bộ và việc mà mình thử nghiệm với lại công nghệ mới có thể giúp bạn cải thiện sản phẩm và cái dịch vụ của mình. Khả năng thích ứng và quản lý đa dạng khuyến khích sự sáng tạo và phát triển liên tục. Điều này có thể dẫn đến sự đổi mới trong sản phẩm, trong dịch vụ và trong quy trình kinh doanh trong nhà thuốc. Chúng ta đã cùng nhau thảo luận về khả năng thích ứng với biến đổi công nghệ và thị trường cùng với lại khả năng quản lý đa dạng. Cả hai là những cái yếu tố không thể thiếu để mà xây dựng một cái nhà thuốc mạnh mẽ và bền vững. Việc mà thích ứng quản lý không chỉ đảm bảo cái sự tồn tại mà còn mở ra một cái cơ hội để mà phát triển và tạo ra được cái giá trị cho cộng đồng và thế giới xung quanh. Hãy chia sẻ kiến thức và suy nghĩ của bạn về cái chủ đề này trong phần bình luận dưới đây. Đừng quên like và share để theo dõi thêm những cái nội dung giá trị từ kênh của tôi. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi ngày hôm nay và chúc bạn thành công trong việc thích ứng và quản lý môi trường kinh doanh đa dạng và biến đổi.